của việc cắm trại lần này là thoát khỏi sự ngột ngạt và ô nhiễm của không khí ở bên trong thành phố, đồng thời học cách sống tự lập và rèn luyện tinh thần hòa bình với mẹ thiên nhiên. Thưa chị Huy, nếu muốn thoát khỏi những điều đó thì tại sao chúng ta vẫn cứ ở trong cái thành phố ngột ngạt này vậy? Mình thích cắm trại. Thì là tại vì... Nào, tất cả các em hãy chú ý. Chắc là các em đã xem tin tức rồi. Hiện giờ ở Kanwondo đang mưa rất lớn, nên chúng ta không thể nào tới đó để cắm trại như dự tính ban đầu được. Cho nên nhà trường mới đành phải đổi kế hoạch và quyết định cắm trại ở ngay tại trường học. Thầy mong các em vẫn sẽ tham gia tích cực hoạt động này. Tụi em chỉ muốn được đi cắm trại ở chỗ nào xa xa mà thôi. Thiệt vậy sao? Thôi được, thầy hiểu ý em rồi. Nếu các em đã muốn vậy thì chúng ta sẽ không cần tham gia hoạt động cắm trại nữa. Tất cả các em hãy đi lên lớp học bài. Dạ thôi thầy ơi, tụi em không muốn đâu thầy ơi. Thưa thầy hiệu trưởng, suy nghĩ kỹ lại thì cắm trại ở trường chắc chắn sẽ để lại nhiều kỷ niệm đẹp lắm đúng không thầy? Dạ phải, tụi em hứa sẽ tham gia hết mình luôn. Xin cảm ơn thầy rất nhiều, thưa thầy hiệu trưởng. Không có gì, đừng có khách sáo. Nào, hãy chú ý. Tất cả các em, như vậy là vừa rồi thầy đã chia thành ba đội. Hãy thực thi. Vậy tụi mình là đội 1. Là đội 2. Đội 3 đây. À ha, chúng ta sẽ trở thành đội tuyệt vời nhất. Chuyện đó đương nhiên rồi. Khi chơi tụi mình sẽ hết lòng tương trợ lẫn nhau mà. Chỉ cần nhìn mắt của nhau là đã biết đồng đội mình đang nghĩ gì rồi. Đội 3, đừng có đứng đó mà nói chuyện khen ngợi lẫn nhau nữa. Việc đầu tiên, các em cần phải nhanh chóng dựng lều để tối nay còn có chỗ ngủ. Hãy thực thi. Bắt đầu nha. Giờ mình sẽ đứng vững chắc cây sào này, và các bạn sẽ kéo căn lều qua hai bên. Còn bạn thì nắm chặt sợi dây thừng nha. Được lắm, đội này có đội trưởng rất tốt. Các bạn ơi, mình vốn chỉ là một tiểu thư, cho nên mình không thể làm được gì. Mình biết là các bạn rất cực, nhưng khi nào dựng lều xong mình sẽ chịu trách nhiệm phần trang trí cho. Vậy nha. Thôi vậy cũng được. Nếu biết mình không làm được thì tốt nhất đừng nên tham gia để tránh gây cản trở. Đã nói là để mình làm cái này rồi mà. Cậu mày cái gì vậy? Lúc đầu mình đã nói là nhận nhiệm vụ đóng cọc rồi mà. Các bạn đừng cãi nhau nữa. Mình giữ cái này lâu lắm rồi. Cái cục này nặng quá trời à. Ráng thêm một chút xíu nữa đi Minji. Tới khi nào Don đưa cho mình cái búa thì sẽ đóng xong cọc liền thôi mà. Bạn nói gì chứ? Đưa búa cho bạn hả? Không đầy nào có chuyện đó. Cãi nhau quá. Đó chính là lỗi của bạn. Hãy nghe đây, đây là lỗi của cả hai em. Bạn nhớ đó nha. Rồi, sau khi các lều đã được dựng xong, bây giờ các em hãy bắt đầu chuẩn bị nấu bữa tối với thức ăn và dụng cụ nấu mà mình đã mang theo. Cái gì chứ? Mắc mớ gì mà mình phải xách nước? Lý do là bởi vì bạn không chịu đem thức ăn theo. Đi cắm trại với mọi người mà bạn chỉ đem theo muỗng với đũa thôi là sao hả? Thì chuyện này bạn nói cũng đúng. Được rồi, thôi đi Don à. Mình mang theo nhiều đồ ăn lắm cho nên bạn cứ coi như... Đừng bao che cho bạn ấy Minji. Đúng vậy, tất cả mọi người đều mang đồ ăn theo. Vậy mà cha Du không đem theo bất cứ cái gì hết đó. Bởi vậy mà bạn ấy cần phải làm cái gì đó để bù đắp lại chứ. Bạn nghe chưa? Đi lấy nước về mau lên. Được rồi, mình chấp nhận đi lấy nước. Nhưng mà mình không thèm ăn của các bạn đâu. Đúng rồi là mình không nên nói như vậy. Mau đi chỗ khác đi. Ta không thể bỏ bữa tối được là vì ngươi đó. Có một con rắn. Giữa Seoul này mà cũng có một con rắn nữa. Nè chú rắn kia, hãy tới đây với ta đi. Lạ thiệt á, rắn mà cũng biết bò ngược nữa hả? Em nhìn thấy chỉ huy rồi nha. Bình thường thì đa số mọi người đi trong rừng khi gặp rắn đều sợ. Nhưng mà tại sao em lại không sợ gì hết mà còn dám tới gần con rắn nữa hả? Dạ thưa chỉ huy, em nghĩ chắc có lẽ là do em không hợp với cắm trại. Mới vừa rồi em đã gây sự với các bạn ở trong đội của em đó. Không phải đâu,
Em gặp một vài rắc rối với các bạn của mình thật sự không phải là do cấm trại. Nghe thật như vậy sao? Mà chính là do bản thân em. Nhưng mà sao chị Quy lại dám khẳng định như vậy? Khi ở trong một nhóm thì em phải nghĩ cho đồng đội chứ đừng nghĩ cho bản thân mình. Nghĩ cho đồng đội hả? Như vậy có nghĩa là... mọi người đang tới đó. Em nhớ đừng nói ai về con rắn nha. Nghĩ cho đồng đội hả? Sao chị Quy không giải thích rõ ràng cho mình hiểu chứ? Có rắn kìa! Nước đã có rồi đây. Thơm quá. Là món cà ri sao? Cà ri thì phải bỏ gì cây cây vô mới ngon. Không biết là các bạn nào đem ớt bột theo không? Có mấy trái ớt đỏ ở đây nè. Ớt này là do mình đem theo, nhưng mà nó cay dữ lắm. Có thiệt không? Anh nè, ớt này cũng đâu có cay lắm đâu. Sao kỳ vậy ta? Mẹ mình nói là loại ớt này cay dữ dội lắm. Nhưng mà mình thấy không cay chút nào hết. Nhưng mà dù sao thì thà có còn hơn không. Để mình sắc bỏ vào nha. Bỏ vô thôi. Đừng có mà lo, không có cay chút nào hết á. Nó sẽ giúp cho món cà ri nè. Để mình đi lấy thêm nước nha. Trời xa đâu. Sao hả? Các em ăn tối có ngon miệng không? Dạ. Ôi trời ơi, mình chỉ muốn đợt cắm trại này mau mau kết thúc thôi à. Giờ chúng ta chỉ còn một hoạt động nữa thôi. Đó là bài kiểm tra về lòng can đảm. Nhà vệ sinh, phòng âm nhạc, phòng họp. Nếu như các em mang được những lá cờ từ những căn phòng này về đây thì sẽ nhận được phần thưởng dành cho sự dũng cảm. Đó là khoai lang và bắp ngọt. Thiệt là hay quá đi. Vậy mới đúng chứ. Nào, xuất phát. Nếu như mình giành được những lá cờ thì dĩ nhiên là sẽ nhận được khoai lang và bắp ngọt rồi. Thật sự đây có phải là trường của tụi mình không vậy? Các em đã phải trải qua biết bao nhiêu cực nhọc để đến phần thi này. Các em có thích không? Nếu như thích thì các em hãy mau tìm cờ đi. Trời đông quá ấy à. Thật sự rất ấn tượng. Cho dù em đã đến được nơi đây rồi, nhưng lá cờ này từ trước tới giờ vẫn chưa có người nào có thể giành được nó hết. Vậy thì em sẽ là người đầu tiên giành được nó. Vậy mời em tiến tới giành nó đi. Mau tấn công đi. Hả? Ở đây cờ của em đây nè. Cảm ơn nha Chadu. Vì toàn đội của chúng ta mà bạn đã phải trải qua rất nhiều vất vả. Mình rất ngưỡng mộ dù bạn đã phá hư bữa tối của đội. Bạn nói cái gì vậy? Có bao giờ mình làm không công cho người khác chưa hả? Mình sẽ ăn hết phần khoai lang và bắp ngọt. Nè, bộ các bạn quên rằng đã đối xử với mình tệ như thế nào rồi sao?
Các bạn đã đối xử với mình giống như là một người giúp việc vậy. Cho dù cái bụng của mình có bể tung đi nữa thì mình cũng sẽ ăn cho hết. Sao bạn có thể làm như vậy? Nè Shadow à, mình nói giỡn thôi. Dĩ nhiên là mình phải chia sẻ và tương trợ đồng đội rồi. Gì chứ? Chị Quy ơi, thầy có thể chia khoai và bắp cho tất cả các bạn ở đây được không? Đương nhiên rồi, em không cần lo chuyện đó. Nè các em, chín hết rồi, lại đây ăn đi. Nè, sao không đỡ mình vậy? Bạn mới cái gì chứ? Minchi, Jun Sok, Sangho và Don Don nữa, tất cả đều đã biến mất hết rồi. Đội tìm kiếm này. Nào, tất cả các em hãy nghe đây. Từ bây giờ, đàn nai trong chuồng sẽ sống ở đây cùng với chúng ta đó. Mình chỉ mới nhìn thấy hình của chúng thôi, nhưng chúng thực sự rất dễ thương đó. Chúng dễ thương như Chadu vậy? Đã từ rất lâu rồi mình không có cảm giác giống như vậy kể từ khi Molly rời đi. Vậy mình đã quyết định chọn con đó. Cái con đang đứng á, từ bây giờ xin hãy gọi nó là Minchi. Mình sẽ là mẹ của nó và chăm sóc cho nó mỗi ngày. Nếu vậy thì con nai đang nằm ngủ ở đó sẽ là Chadu. Vậy thì cái con đang ăn đằng kia sẽ là Don Don, và cái con lớn là Jun Sok. Còn lại con cuối cùng sẽ là Sun Hun. Tụi nó thì là dễ thương. Xin chào thầy hiệu trưởng. 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 Don Don nè, mình đặc biệt làm cái vòng cổ này cho bạn á. Từ giờ trở đi, mình hứa là sẽ chăm sóc bạn mãi mãi. Nhìn kìa, bọn chúng rồi sẽ lớn hơn cái chuồng này thôi. Thầy nghĩ các em đã chăm sóc và làm cho chúng cảm thấy vui vẻ. Mình nghe nói cả năm con đều bị mất tích. Không lẽ có ai bắt trộm hả? Nè các bạn, đọc cái này đi. Dạ đạo có bất hợp pháp. Bán để lấy thật sao? Có nhiều cửa hàng bán thức ăn bất hợp pháp đã cố tình thuê người bắt trộm nai và bán để lấy thịt. Vì vậy mà họ đã mau chóng trở nên rất giàu có. Đều ở thị trấn của chúng ta. Ôi trời ơi, đều ở thị trấn chúng ta. Chúng ta phải làm gì bây giờ Chadu à? Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng. Bạn đừng khóc nữa, nhà trường đã báo vụ mất tích rồi, nên mình chắc là chúng không sao đâu. Thôi đừng có khóc nữa mà. Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn bánh gạo cay về súp nha. Mình tự hỏi liệu Chadu đã ăn trưa chưa. Bữa trưa của nó cần ít nhất là một bao cỏ. Dạ xin chào quý khách. Làm ơn cho một phần bánh gạo cay và một phần bánh rán. Dạ của quý khách đây. Đó là cái gì vậy? Chadu à, bạn có muốn ăn thêm bánh cá nữa không? Minchi à, bạn hãy nhìn người đàn ông ở bên kia đi. Bạn đã từng nhìn thấy ông ta bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Quý khách có muốn dùng thêm súp hay không ạ? À, không cần đâu, xin cảm ơn. 3.000 won đúng không?
Cái đó là dây thừng có đúng không? Dạ cảm ơn. Mau đi thôi Minh Chi ạ. Bạn nhìn thấy dây thừng trong cặp của ông ta thật chứ? Lạ thiệt đó. Không chỉ như vậy thôi đâu, ông ta còn có những vết thương kỳ lạ trên mu bàn tay nữa. Và hơn hết, chúng ta chưa từng thấy ông ta ở đây trước kia. Đó chắc là nhà của ông ta. Chúng ta có nên báo cảnh sát không? Sợi dây thừng và những vết thương vẫn chưa đủ đâu. Chúng ta cần phải có thêm nhiều bằng chứng chắc chắn hơn mới được. Đúng đó. Mình nhớ ở trong phim kẻ xấu luôn thoát khỏi tội ác khi phía cảnh sát không có đủ bằng chứng để buộc tội. Đúng là như vậy. Vậy thì mình biết chúng ta cần phải làm gì rồi. Được rồi Minh Chi à, tập hợp mọi người lại nào. Bây giờ trời đã sắp tối rồi, ở đây sẽ rất yên tĩnh. Vì vậy ông ta có thể nghe thấy được chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng SN English từ bây giờ. SN English là cái gì vậy? Snip, nothing, never is not. Snip, snot, snip, snin, snop, snim, snip, snip, snus, nani. Là tiếng Đức phải không? Đúng là ngốc mà. Là thêm SN vào đầu mỗi chữ. Thí dụ là vậy nè. Snip, snip, snu. Snip, snu, 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 snip, snip, sembo. Các bạn ơi, ông ta đi ra ngoài kìa. Không biết đó là cái gì đây. Tại sao ông ta lại ném vào thùng rác người khác chứ? Mình tìm được nó rồi. Hãy mở nó ra nhanh lên. Đây là đây chính là lông của loài động vật. Và mình nghĩ đó chính là lông nai. Có chuyện gì vậy? Anh ta bắt trộm động vật. Bắt trộm động vật gì chứ? Tôi thật sự không biết là các người đang nói về chuyện gì nữa. Nếu vậy thì anh vui lòng giải thích về chiếc áo phủ lông động vật hiện đang ở sở cảnh sát của chúng tôi đi. Cái gì? Nhưng cái đó là... Hả? Chuyện này là sao vậy ta? Xin anh cảnh sát hãy vui lòng hiểu cho. Tôi thật không nỡ nhẫn tâm dứt bỏ chúng. Tôi biết đây là phạm pháp, nhưng hãy làm ơn để tôi giữ chúng. Và hơn nữa, tôi thật sự không biết bất cứ chuyện gì về mấy con nai hết. Thật không thể ngờ được. Vậy đàn nai của chúng ta đang ở đâu? Cha đủ à, từ giờ con làm ơn đừng làm điều gì nguy hiểm nữa có được không? Đàn nai của tụi con đang gặp nguy hiểm mà mẹ, nên con không thể ngồi yên. Chuyện đó cứ để cho phía cảnh sát giải quyết đi. Con không lo học hành nhận nuôi mấy con nai đó làm gì chứ. Sinh Hun đã nhận nuôi một con chó lạc từ núi xuống, nhưng ba mẹ của bạn ấy có la đâu. Chuyện đó cũng tốt mà mẹ. Xin lỗi ai vậy? Là Sơn Hô nó hả? Cái gì chứ? Sau khi nhìn kỹ, mình chắc chắn đây là dòng cổ của Don Don. Như vậy có nghĩa là con chó nhỏ này và Don Don đã ở cùng một chỗ với nhau. Ôi trời ơi, nhìn cái này coi. Vậy có nghĩa là chúng dùng mấy con chó bị bỏ rơi này để làm vỏ bọc che đậy. Cha đu à, thời gian gần đây đã có một làn sóng bán thịt nai bất hợp pháp ở khu vực Hơn Sơn Đông, và sở cảnh sát đã bắt giữ được kẻ cung cấp chính. Thật ngạc nhiên là một nhóm học sinh trường tiểu học Hắc San đã phát hiện ra được kẻ cung cấp phạm pháp này. Con dự định sẽ sử dụng tiền thưởng này như thế nào? Dạ, tụi cháu sẽ mua thức ăn cho nai và vật dụng để bảo vệ chúng.
Họ có tất cả 5 con nai đúng không? Đúng vậy, chúng đang giao một món tiền lớn đó. Ngày mai con định mời bao nhiêu bạn đến dự sinh nhật vậy? Đó, dạ. Ở trường chị ấy rất nổi tiếng, chắc là hơn 100 người luôn á mẹ. Em nói quá, thời buổi này đâu có ai mời nhiều người như vậy chứ. Hôm nay mình có một chuyện muốn thông báo. Sắp tới sinh nhật mình và mình chỉ mời một vài người, những người thực sự là bạn của mình. Chị ơi, chị thật tuyệt vời. Nếu nói vậy thì sẽ có ngôi sao nổi tiếng đến dự có đúng không? Ngôi sao nổi tiếng, chắc có đó. Sinh nhật của anh ơi. Bạn bè sao? Mình có thể mời ai đây ta? Trong lớp này, bạn bè mình có thể chia làm 3 nhóm. Nhóm thông minh luôn có điểm số cao. Tiệc sinh nhật á hả? Xin lỗi nha, mình phải đi học thêm mất rồi. Mình cũng vậy. Nhưng mà không thân lắm, chắc sẽ không đi đâu. Nhóm thứ hai, nhóm học sinh gây chú ý. Thôi quên đi, nhóm này mình cũng đâu có chơi thân lắm. Lời nói dối cuối cùng là gì bạn nhớ không? Nói thiệt là mình cũng không nhớ đâu. Có tổng cộng 5 lời nói. Nhóm thứ ba, chính là nhóm không nổi bật gì hết. Mình cũng không thân với nhóm này luôn. Nhưng mà ít ra thì có thể thương lượng được. Nó rất vui mà. Thái độ gì vậy? Phản ứng gì đây? Mình đáng sợ tới nỗi vậy sao? Thiệt là khó chịu. Nhưng mà phải tỏ ra dễ thương mới được. Các bạn ơi. Mẹ ơi, cứu con. Các bạn ơi, lát nữa tan học các bạn có làm gì không? Sao khi tan học tụi mình có nhiều việc phải làm lắm. Đúng như vậy. Có muốn ghé qua nhà mình ăn cơm không? Sau này em ráng đừng có quên đồ nữa. Chị không thể cứ ở mãi bên cạnh em để làm gì cứu tinh đâu, em hiểu không? Chị đang nói gì vậy? Hôm trước chị cũng để quên cái máy ghi âm rồi qua mượn em đó. À đúng rồi, hôm nay chị có đi sinh nhật của chị Anh Hôi không? Anh Hôi hả? Sao chị lại phải tới đó chứ? Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của Anh Hôi thiệt sao? Em nghe nói họ sẽ làm một bữa tiệc lớn ơi là lớn luôn. Đồng Hôi còn khoe sẽ có một ngôi sao nổi tiếng và món lobster. Nhưng món lobster là món gì mới được chứ? Sao trước giờ chị chưa bao giờ nghe qua? Lobster là một loại hải sản đó. Em nghe nói chúng nhìn rất giống tôm và cua xanh, nhưng mà hương vị thì ngon gấp 100 lần luôn. Có thiệt không? Sao lại có món ăn độc đáo tới như vậy chứ? Tôm và cua xanh đã ngon lắm rồi, vậy mà nó còn ngon gấp 100 lần luôn. Em nghe nói là có quân ban đến nữa. Nhưng nếu như chị không được mời thì làm sao em đi chung? Chị chứ, còn có anh quân ban. Anh quân ban và lobster thật sự quá hấp dẫn đối với mình. Hay là hỏi thử coi bạn ấy có mời mình hay không. Có nên mời cha đu không ta? Vì sao giờ học bạn ấy thường không làm gì hết? Tính ra trong lớp chỉ có bạn ấy rảnh nhất thôi à. Hôm nay hôm bạn nay là sinh nhật của bạn hả? Đúng rồi đó, hôm nay sinh nhật của mình. Không biết là bạn có thể tới dự được hay không? Được chứ, là sinh nhật của bạn tốt kia mà. Còn lâu mình mới là bạn tốt của cậu ta, nằm mơ cũng không. Chỉ là hôm nay thôi. Bạn tốt sao? Bạn tin nổi chuyện này sao? Shadow à, tụi mình nên chơi bài ngửi với nhau đi. Bạn nói cái gì hả? Thật
lòng mà nói thì mình không hề muốn có bữa tiệc này, vì mình không thích ai ở trong trường hết. Nhưng nếu như mình không mời một ai thì gia đình mình sẽ nghĩ rằng trong trường này không có ai thích mình, có biết chưa? Rõ ràng là không có ai thích mà. Mình hiểu rồi, ơn thôi à. Chúc mừng sinh nhật của bạn. Chào chị Shadow. Mà sao con chỉ mời một bạn thôi vậy? Con mời cũng nhiều bạn lắm đó mẹ, nhưng họ không thích bạn ấy. Họ nói có Shadow thì họ không đi. Chị ơi, chị không có bạn sao? Con không thích khi các bạn phân biệt đối xử với nhau, cho nên con chỉ mời một mình Shadow và các em của bạn ấy. Mình nói đúng không Shadow? Làm gì có chuyện đó chứ. Dạ đúng rồi, anh Huy là một người bạn vừa xinh đẹp vừa tốt bụng nữa thưa bác. Bạn ấy luôn quan tâm tới con. Nếu không có chị của mình, chắc là chị của bạn đáng thương lắm. Quà của bạn đây. Đây là cái gì vậy? Một hòn đá sao? Những thứ khác đều bị hao mòn và biến mất, nhưng hòn đá thì không như vậy. Cũng giống như tình bạn của chúng ta, nó sẽ bền vững mãi mãi hệt như hòn đá này. Được rồi, mình sẽ giữ nó cẩn thận. Còn đây là búp bê Little Mini em thích nhất. Chị chăm sóc nó ha. Đẹp ghê, cảm ơn em. Sao em không chịu dán nhiều keo hơn một chút cho nó chắc? Đây là những hạt dưa hấu mà em thu lượm được. Chị hãy trồng và thu hoạch những trái dưa hấu thật ngon nha. Em hãy mau đem về tự trồng đi. Sao bạn lại làm các em của mình khóc chứ? Mình tới đây vì cảm thấy bạn ở một mình quá đáng thương. Nhưng bây giờ mình thấy bạn bị như vậy là đáng đời rồi. Mimi à, baby à, về thôi. Nhưng mà sao không thấy anh Quân Bang đâu hết? Quân Bang sao? Chỉ là nói dối thôi. Làm gì có chuyện anh ấy tới đây chứ. Anh ấy thậm chí còn không biết nơi này là ở đâu thì làm sao mà. Anh Quân Bang. Bất ngờ chưa? Đã nói là mình đặc biệt mà. Em xin chào anh chị. Em là bạn của anh Huy. Bạn tốt nhất, thân nhất, vui buồn đều có nhau. Em là Chai Chai Đu ạ. Rất vui được gặp em. Anh biết không, ở trường em, anh Huy chính là một viên ngọc vô cùng quý giá. Bạn ấy yêu mến tất cả các bạn khác, còn rất tôn trọng giáo viên nữa. Mỗi ngày lên lớp đều mang thêm niềm vui tới cho mọi người. Thật sự là một người bạn tuyệt vời. Vì mình đặc biệt mà. Em nói là anh Huy hả? Nhưng anh Huy là ai vậy? Hả? Hình như không phải nhà này đâu. Nơi chúng ta cần tới là tiệc sinh nhật của diễn viên Ô mà. Diễn viên Ô sống ngay kế bên nhà em. Anh xin lỗi mấy đứa nha, tụi anh đi nhầm nhà rồi. Khoan đã, anh còn chưa hát tặng sinh nhật em mà. Sao lại như vậy? Thế chuyện này là sao vậy? Họ thậm chí còn không biết bạn là sao ai. Sao bạn cứ thích quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt đó vậy? Mình quan tâm bởi vì mình là bạn của bạn kia mà. Chúng ta sao? Chào anh Huy. Các bạn, mọi người đều đến sao? Thì ra các bạn muốn làm cho mình một bữa tiệc bất ngờ. Cảm ơn nhiều lắm. Làm sao các bạn biết được vậy? Hả? Thì ra đây là nhà của bạn sao? Vì Shadow gọi nên tụi mình mới tới đây đó. Thì ra bạn đã lên kế hoạch với các bạn ấy để làm cho mình bất ngờ. Cảm ơn bạn nhiều nha Shadow. Có gì mà bất ngờ chứ. Mình đến đây là vì Shadow nói bữa trưa của mình sẽ phong phú hơn bởi có thêm món lobster. Đồ ăn ở trên bàn đó, mong là các bạn sẽ thích. Mình tới vì Shadow nói sẽ cho mình xem búp bê của bạn ấy. Bạn ấy muốn xin lỗi vì làm hư bài tập của mình. Đây nè. Búp bê của mình mà. Tại sao bạn lại gọi cho mình? Thì bởi vì bình thường bạn rất thích chọc ghẹo mình mà. Mình tìm được đối tượng cho bạn rồi nè. Hãy chọc ghẹo em ấy đi. Ý của chị là sao? Anh cứ việc chọc ghẹo em. Thôi, mình không thích. Tại sao chứ? Mình chỉ chọc ghẹo những cô gái xinh đẹp thôi. Cô gái xinh đẹp. Thấy cũng như nhau mà. Thấy sao hả? Bạn có quá trời
đồ ăn và còn rất nhiều trò vui để chơi nữa. Cho nên đừng có cao có như vậy. Tụi mình tới là vì bạn mà. Đúng đó. Dừng lại ngay. Nếu các bạn không đến để chúc mừng sinh nhật mình thì đi về hết đây. Mình không hề biết hôm nay là sinh nhật của anh Huy. Mình nghĩ chúng ta đã dẫn hơi lố rồi đó. Tất cả đều là lỗi của chị. Chúng ta đến sinh nhật ai đó là để chúc họ vui vẻ, chứ không phải đến vì đồ ăn đâu, chị hiểu không? Nhưng mà bây giờ mới được có nửa ngày à. Sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc bất ngờ thật sự cho bạn ấy đi? À, mệt ghê á, lại là tiệc bất ngờ. Nhưng mà không sao, mình là hoàng tử luôn mang lại bất ngờ mà. Mình ghét cho đâu. Mình ghét chị cho ơi, mình mau ra đây cho chị. Anh Huy ơi, sinh nhật vui vẻ nha. Anh Huy ơi, chúc mừng nha. Đây là quà của mình, bánh kem 5 tầng. Mừng ngày sinh nhật dễ thương, mừng ngày sinh nhật đáng yêu. Mừng ngày đó anh Huy sinh ra đời, hãy hát vang lời chúc mừng. Lại đây cô gái, mình có món quà khác dành tặng bạn nè. Nó là cái gì vậy? Xin chào cô gái, nàng công chúa nhỏ xinh đẹp ở trong rừng của tôi. Tôi sẽ tặng em một tấm vé đặc biệt. Nó cho phép em trở thành bạn gái của tôi, Mr. Sondon, người đàn ông hoàn hảo nhất thế giới trong vòng một tuần. Không chỉ có vậy thôi đâu, tôi có thể làm tan vỡ trái tim của những cô gái phải lòng tôi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm như vậy với em, ít nhất là trong một tuần cô bé à. Cha cha đu, mình ghét bạn nhất trên đời này. Hello, can you see again? 지나가는 오늘 그 시간 속에 우리는 같은 생각 같은 곳을 보고 흘러가는 구름 스쳐가는 바람 그 파란 하늘 아래 우리는 같은 생각 같은 곳을 보내 다 이렇게 같은 마음에 오늘도 서로 바라며 서로 원하네 언제나 널 향한 나의 두 눈은 너의 두 눈빛 가득 따사로운 봄날처럼 샤랄랄라랄라 내 가슴 속 가득 채운 널 사랑해 그리고 설레는 밤 사랑은 다가와 눈가에 비친 모습처럼 가득 채운 널 사랑해 그리고 설레는 마음 두근두근 두근두근 이제는 모두 다 줄 거야